Xin chào cả nhà. Tối nay hai chồng đang chuẩn bị ăn lẩu gà ớt hiểm nha bà con. Thì ở đây Lan có mua gà để Lan chiếu lại cho bà con coi. Cái gà này là Fugen chicken mà tại Lan thích ăn ngay cái bẹ thì Lan mua cái bẹ nó không gì nè. Cái gà này nó dai nó ngon lắm. Ớt thì Lan làm có 8 trái thôi, đây 6 trái với bằm 2 trái nữa, 8 trái với sả. Một mớ mè ra. Rồi Lan nấu chung với nước dừa tươi với một miếng me ăn với bún, thì chút xíu Lan trộn bún. Rau cải thì tùy ý bà con nha. Lan thì Lan ăn măng, bữa nay Lan ăn măng nè, rồi đậu bắp, nấm, rau muống, cà, nấu với có để quế vô nấu. Rồi bây giờ mời bà con vào bếp với Lan nha, tại ăn cái gì lâu lâu hình như cũng thèm canh chua bà con ơi. Ăn nó giống như chua chua rồi chứ dễ ăn ngon. Rồi bây giờ mình để gà cho Lan ướp, để hết vô. Mình để vô một miếng đường ngọt. Chứ Lan mua cái này năm cái bẹ mà làm có 3 cái bẹ rồi nha bà con. Làm nhiều quá ăn không hết. Có hai vợ chồng rồi, con mình nó ăn chay. Rồi bây giờ bắt đầu để nó ở đây cho nó thấm. Chút xíu nữa mình là nấu. Chứ mà bà con nào ăn ức hiển được nhiều thì để nhiều nha. Ăn để có 6 trái với 2 trái bầm là tổng cộng có 8 trái thôi. Rồi được rồi, đang để đây cho nó thấm. Rồi đang trộn bún nha. Bún thì nó có nhiều hiệu lắm, bà con mình thích ăn hiệu nào thì quen rồi thì mua hiệu đó. Thưa thương, trộn bún Lan ơi ăn thử, tại mỗi cái hiệu nó khác hết à bà con. Rồi bây giờ nó được rồi nha, Lan đổ nó ra, đổ ra mình xả lại nước lạnh. Lan tắt máy. Lan chế vô chút xíu dầu ăn nha. Mà cứ chừa lại hai cái cho thôi, làm mà hết một cái dĩ nó nhiều lắm, tới 5 cái bẹ Lan chừa lại có 3 cái bẹ nè, còn một chảo gì không. Bà con nào thích ăn ớt hiểm nhiều quá thì mình để ớt hiểm vô nhiều nha. Lan thì không có để nhiều, ít thôi, dừa thôi, cay quá cũng không ngon. Chút xíu anh Liêm mong kiếm mấy cái da gà nha bà con. Lan hẻo bớt một mớ rồi, tại anh bị mỡ trong máu rồi, Lan không có muốn cho anh ăn nhiều quá nên ưa thẻo bỏ bớt cái ổng kiếm không là làm. Cho nó thấm chút xíu. Rồi. Giờ đang để nước dừa tươi nha, một lon nước dừa tươi vô.
nước sôi vô thêm nha. Đủ hai chồng ăn thôi bà con, đừng cũng đừng nên nhiều quá nhiêu thôi. Đợi nó sôi lên nó chín rồi cái là mới nêm me vô, chút xíu me vô. Này gà đi bộ nè, ngon lắm. Bây giờ bắt đầu lăn hết bột nữa nha. Bữa nay nấu trong cái chảo điện luôn nha bà con. Bây giờ đồ anh để me vô nha. Để me vô. Ít thôi, đừng có chua quá ăn cũng ngon. Đói bụng mà con. Đi vô me thôi. Để thêm miếng me ngóng tên bọc bà con này, chua chút xíu cho nó ngon. Rồi mà cũng chua gì dừa thôi chứ chua quá ăn hồi đó bụng, hơi vị chua chút thôi chứ Lan cũng không ăn chua nhiều. Rồi bây giờ đầu Lan để đậu bắp vô nha. Đậu bắp nó lâu chín lắm, giờ Lan thả đậu bắp vô cái mình kêu ông xã mình xuống ăn được rồi đó. Đâu có chạy đóng tiều nữa nè. Để hết đầu bắp luôn đi, tại đầu bắp nó lâu chín lắm. Wow, thấy hấp dẫn lắm bà con. Đó. Cái gà này là gà đi bộ nha, đang mua gà đi bộ. Hồi xưa nó có bán gà đi bộ trong khâu đồ đâu, bây giờ nó có bán đó. Chứ ở đó mình ăn mình phải mua nguyên con là. Rồi bây giờ muốn ăn cái nào nữa thì mình bỏ vô. Mấy cái này thì nó mau chín lắm, mình đã để một mớ quế vô cho nó thơm. Lẩu ớt hiểm nha bà con, quá à. Nó nổi lình phình ở đây ăn rồi. Ngồi cay chết luôn. Để cà vô đi. Ớt hiểm không đây. Đó. Rồi. Mình muốn ăn cái gì mình bỏ vô thêm. Măng. Đó. Cái nào mình thích cái nào cứ bỏ vô. Này giống như mình ăn lẩu chua, bà con thích cái nào thì mình cứ để vô cái đó. Xin chào cả nhà, tối nay hai chồng Lan ăn lẩu ớt hiểm nha bà con. Anh về anh bỏ vô anh ăn đi, mời bà con là bỏ vô ăn bún. Ăn bún lẩu ăn bún. Mời cả nhà ăn bún, bún lẩu ớt hiểm. Ở để măng vô đi anh, thích ăn cái gì thì cứ để cái đó vô. Lan thì thích ăn nấm. Nấm bữa nay ta cắt xong cái nhỏ nhỏ, ngon quá. Ta ăn cái gì thì cứ bỏ vô.
có hai chồng thôi, dễ mà. Giờ cà chay ớt để đây đi. 8 trái trong này nè, ông xã mình lấy mấy trái nữa, nhiều rồi nha. Cay chết á. Dạ. Cay không? Để miếng lưới rồi. Ngon ha. Em nấu với nước dừa tươi, ngon lắm. Chua. Chua, đủ chua chưa? Dừa chua rồi ha. Chua quá ăn đói bụng. Cay nha. Chan vô ăn. Da gà vừa trong đẩy cho gà ăn đi. Để hồi mất công không kiếm mấy cái gà gà. Bụi mới luôn. Măng mùa này cũng ngon lắm nha, măng tây á. Mùa này mùa măng. Ủa chứ không phải tháng 6, tháng 5 hả anh? Mùa này là mùa măng. Nóng nha. Bớt lửa không? Mà để nãy quên nói với anh là để hết măng luôn đi. Bỏ vô bỏ bên hông này. Để tốt này, nào nó chín nó héo liền anh vô anh không biết. Mời bà con ăn măng. Ủa măng thơm quá ha. Nấu hành chua ngon quá. Anh nghĩ mà nhúng miếng rau muống và tắt lửa để ăn nóng quá rồi. Ha. Làm sao? Tắt không? Nhúng mớ rau muống rồi tắt lửa thì nóng quá ăn cũng không ngon. Tại ngoài trời cũng ngon. Cũng hơi nóng nóng. Cái vụ gì chứ nấu canh chua này lẩu chua ớt hiểm ông liếm phái này. Đó phải cái đầu bắp của anh tới nó đổi màu luôn rồi đó, nấu với nước dừa tươi thơm luôn. Gà đi bộ ngon chứ đi mua gà thường ăn cũng ngon. Thì em nói ăn chín nó chờ đậu bắp cũng chín hết trơn luôn rồi. Anh mà thấy mà thật sự nó chín là thuộc vị nó mềm quá luôn rồi. Nó đổi màu rồi nó chín rồi. Gắp lòng muốn ăn cho đã. Ăn vô cho anh ha. Sao nhớ hồi đó rau muống đồng ăn ngon lắm anh. Cứ đợt đó em về sợ nay không đi nhổ em ăn hết ngon rồi. Ăn rau muống này bây giờ về ăn rau muống đồng cũng ngon. Chỉ có bắp rổi á, rau muống đồng gặp bắp rổi ngon. Ly bông ăn thấy ngon dễ sợ bốc. Ăn nãy vô ăn không mời ai hả? Có mời không? Mời rồi. Cả nhà đang mua măng nó còn chua ngon hả? Măng này măng bà con nấu canh chua ngon lắm bà con, chứ không phải xào không đâu. Nấu canh chua măng ngon, nhà mình ưa ăn canh chua măng lắm. Nấu cá đồ cũng ngon mà canh chua măng ngon. Măng tây, măng tây. Gà nhiều lắm ạ, anh ăn đi. Nhỏ nhỏ những cắt nắng ngọt con.
cái đó xả ổng không thấy được. Tưởng măng mấy cái cọng xả thì ổng tưởng măng trời đất ơi. Yeah. Bởi vì ổng chịu già, giờ này mà còn sung ba khiết nữa là chết đó. Bỏ tài ý là ai mà cọng xả là gì sao ông này gấp cũng bỏ vô chết cũng mơ trời. Không ai gì đánh anh đó mà anh tốt tâm mày bán không gấp những cái cọng xả vô vô hệt mang cái gì nữa. À, tại em chắc cái độ xéo giống giống á. Đúng rồi. Thôi mong xả nhanh thử đây ta dòm con mắt tôi tỏ lắm ông ơi, còn không tin đi cắt thử nữa chứ. Phải cái bọc ớt này mua ngay cái hiệu này ớt hiểm nè, ngon quá à người Thái á. Cay cay ngon chứ sợ nè, cay mà thơm mới ngon. Này, cho miếng da gà nè để họ đi kiếm. Cái mề nó nấu canh chua ngon lắm mà con. Đừng nấu gan, nấu gan không có ngon mà cái mề á, cái mề nấu ngon. Cái mề nấu canh chua nó cứng. Ừ, cứng ngon. Nó giòn. Nó giòn ngon. Tận tóm hết rồi mà. Thở thào thở thào. Còn bỏ cái muối. Hả? Đừng bỏ cái muối nữa. Con nghĩ bỏ rồi. Bỏ rồi, chỗ hết. Ừ. Trộn nấm xong nó cắt gì đâu có chút 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 gì nó cắt hết trơn rồi bà con. Ngọt ngon chứ sợ luôn vậy đó. Cái này nấu cháo bỏ vô ngon. Nấu cháo nấm ngon. Mọi gì ở đây nhà rồi đó. Đâu có ai ấy đâu, ý là mình có con trai với dâu mình ở chung đó, mà gặp nó ăn chay trường. Nên hai vợ chồng mình cứ làm đồ ăn không có ai ăn chung hết là gì đó, buồn lắm bà con ơi. Ở xứ Úc này vui nhất là ăn cho nó vui. Tại con mình ăn chay trường, con cháu nội cũng ăn chay trường luôn, cho nên hai chồng mà làm đồ ra thì ăn. Lâu lâu con gái mình nó mới đi về, nó ngoài city đó, lâu lâu nó mới về làm ăn với mình. Cộng xã nó khác nè, thấy không, nó màu vàng đó. Ăn rồi chút xíu nó đâu đi kiếm chỗ ngồi như góc đứa góc coi tivi chứ làm mẹ gì nó đâu, chán dữ lắm. Gặp ở Việt Nam đi đâu sớm chơi ha, chiều chiều vậy nè lội đi chơi, còn có chợ đi ra chợ ăn đồ tối. Đó là chán buồn mà bù lại cái nhiều khi mình muốn ăn cái gì mình có tiền á mình xài thoải mái nên vui cái đó đó. Bù lại cái đó là mình có tiền, có độ này kia rồi lương rồi đi làm cao rồi nó sướng là cái đó thôi. Ngon. Vậy thôi em kết thúc phim đi rồi hai chồng từ từ bừa cái này ha. Coi càng nổi không? Nãy giờ thôi phim dài quá rồi, lẩu chua ngon lắm bà con. Nấu canh chua với măng gì nè, măng tây á nha bà con. Ngon lắm bà con, về nấu thử đi. Nấu canh chua cá cũng được, nó bỏ măng tây vô ngon lắm. Thôi dắt tới đây làm xin kết thúc phim. Bà con có coi có thích thì cho hai chồng like, xin một like ủng hộ tụi mình giùm. Thành thật cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye bà con, hẹn gặp lại phim tới.